Cái đất này á, chút nữa là nhuộm đỏ rồi. Cho nên thời đó đó, cha đó là Thượng Đế, là cha của tất cả nhân loại, cai quản tất cả nhân loại, tất cả các chư Phật, chư Thiên, chư Thánh, chư Thần, chư Bồ Tát và cõi của Long Cung nữa. Đó là Thượng Đế cai quản hết. Tất cả các chư Phật cũng đều là con của Thượng Đế, đều là một gọi là học giả để mà ra trường, đúng giống như một 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 thầy giáo vậy đó, dạy cho mình. Thì cha mới đặt ra cái đạo Thiên Tâm. Thì cái đạo đó, đó tới ngày hôm nay á, cha cho mỗi người nhập đạo quay về hướng Đông Bắc là Cẩm Thiên Đình. Dầu cho mình đang bị nằm ở trên cái giường bệnh, ở trong nhà thương, thì mình cũng lại, mình khấn là tôi tên là Nguyễn Phương Hằng, đang ngồi trong tù nha. Tôi tên Nguyễn Phương Hằng, hôm nay tôi xin nhập đạo Thiên Tâm của Thượng Đế, của Phật, để mà được đi về cõi trời, để được đi ra khỏi cái cõi xác này. Tôi lấy tên là Thiên Phương Hằng. Đó, từ nay là Thiên Phương Hằng. Thì trong vòng 3 tháng sẽ ra khỏi cõi xác, về sẽ được về trời nữa. Chứ còn mà xuống đây mà lót chót mà đấu đá với con cháu của ma quỷ, mình đấu đâu có lại. Lơ mơ nó kéo mình đi theo nó thành quỷ luôn á. Mình thành tiên, mình đã là tiên, mình xuống đây mình mới giàu có đẹp, có hột sòn đồ đeo, thì mình đã là tiên rồi. Mình xuống đây mình kẻ lộn với ma quỷ, mình kẻ lộn đâu có lại nó. Nghe lắm, cứng đầu. Thì cái đạo Thiên Tâm cha cho ra đúng cái thời đại này, năm nó phát xuất từ năm 1979, từ ở trại Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh Bắc Việt Nam. Lúc đó Trung Cộng nó tấn công xe tăng qua miền Bắc nước Việt thời đó. Thì lúc đó ở trên á mới cho các tù nhân mà của Việt Nam Cộng Hòa đó, mấy bác á, đi lấy gỗ, lấy cây để mà đeo, để mà làm cái dấu, làm một cái dấu hiệu đó đó, cái dấu này nè. Dấu này là quý vị đó, dấu này là của Thượng Đế nha. Thì ở trong đó mấy bác đâu có biết, thì ở đến đường cùng rồi, ở trên biểu thì sao làm vậy, thì nhờ đeo vậy mà không có trái bom nào lọt vô trại tù, lọt vô cái là chết rồi. Giờ đâu có qua Mỹ, thì giờ mình đâu có đủ 6 triệu người, thì mai mốt mỗi lần mà mình xin 6 triệu tô phở đâu có đủ 6 triệu đâu, giỏi lắm là 1-2 triệu. Thì nhờ những cái đứa chim hiền mà Thượng Đế gửi ra ngoài, cộng đi vượt biên. À, bữa thì xin lỗi nha, mình tô phở khoảng 15, 12 tới 15, 16 đô ly cà phê với tiền tip nữa, bo tiền bo là khoảng 30, nghĩa là mình nhịn ăn một buổi phở, ý là chuyện nói như vậy. 6 triệu người thì là 180 triệu, mình mà đâu phải xin một lần, thì xin 10 lần thì phải là 1 tỷ 8 không? 1 tỷ 8 là cứu cả nước Việt được rồi đó. Nhưng mà không phải là xin bây giờ nha, xin bây giờ là vô mấy túi đại ca kia không có làm. Ý là chuyện nói là đợi khi nào nước mình giống như Ukraine vậy đó, đại nạn vậy đó, là Kiệt mới xin thôi. Kiệt sẽ là mặc thêm ba cái mặt nạ dày nữa, bây giờ là mới có 1 cái à. Thì lúc đó Kiệt sẽ gán xin, cộng với Kiệt có nhiều tiền Kiệt cho theo, theo luôn nữa. Thì lúc đó mình sẽ cứu nước mình. Chứ mình cứ giả sử như Trung Cộng mà nó đổ xe tăng đi qua cửa Lạng Sơn, để chừng mình nói, đừng nói chi là 40 cây số dài xe tăng như kiểu Nga mà tấn công Ukraine, nó chỉ để chừng 10 chiếc thôi, mình lấy gì mình cản nó ta? Lấy Nguyễn Thị Sáu hay là Nguyễn Văn Trỗi nằm xuống cản nó hả? Cản cho dẹp lép luôn á, Thiên Ân Môn mà nó cản cái là 10.000 đứa học sinh còn chết nữa. Thì lúc đó chỉ có hải ngoại đánh đánh động cái lòng, chỉ có cái lòng đoàn kết của người Việt khắp thế giới mới chặn được sức mạnh của Trung Cộng tấn công vào Việt Nam. Ngoài ra không có gì cản được hết, chỉ có đoàn kết quốc nội và quốc ngoại. Trước 75 sau 75, người Bắc người Nam người Trung phải thống nhất lại, một đoàn kết, đại đoàn kết thì mới chặn được cái sức mạnh của ngoại bang. Đó là lời Kiệt nói trên. Nói khi mỗi một người Việt 6 triệu người khắp hải ngoại, giàu ít nhiều tất cả chúng ta đều có